Mời mọi người ăn xôi cùng vợ chồng mình nha. Mời mọi người nha. Cái mùi thơm của mật ong ấy mọi người ạ. Hi, hello anh em, chào mừng anh em đến với video tiếp theo của mình anh em ơi. Hôm nay Bi Mõm không ở nhà mọi người ạ. Bi Mõm đi xuống huyện làm mi làm móng gì đấy mọi người. Một mình ở nhà bây giờ chán quá mọi người ạ. Nên mình nghĩ ra mình sẽ làm video kiểu này mọi người. Mình trên đầu mình ấy, đây, có một cái cây xoài mà quả hơi non đó mọi người ạ. Ấy ở trong nhà thì có mật ong nữa nên kiểu là mình sẽ làm xoài non chấm với mật muối mật ong nhá mọi người nhá. Ok mọi người, mình đã lấy được xoài non rồi nhá mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ đi làm muối ớt mật ong nhá mọi người nhá. Đấy, Bi Mõm đi vừa đi về xong rồi cắm mặt vào điện thoại luôn mọi người ạ. Đấy, để tao đi làm muối xong tí tao với mày ăn. Okay. Đi đi. Ok mọi người, mình đã làm xong một bát muối mật ong này rồi nhá mọi người nhá. Đấy, gia vị của mình bao gồm là muối mê chính này với ớt với lại mật ong nhá mọi người nhá. Đấy, mình với Bi Mõm ra đây ngồi quay cho mọi người xem. Đấy, bây giờ vợ chồng mình ăn thôi mọi người ạ. Mời mọi người ăn xôi cùng vợ chồng mình nhá. Mời mọi người nhá. Cái mùi thơm của mật ong ấy mọi người ạ. Mật ong rừng lấy từ trên lán trên rừng xuống mọi người ạ. Mùi thơm kiểu ngọt ngọt này, hơi cay cay một tí mọi người ạ. Từ hôm nay mình sẽ ăn mu băng. Mình đã ăn mu băng. Ngọt. Ai chua là ngọt. Mình thì ăn mình thì thích ăn cái xoài mình thì thích ăn cái xoài non này thôi mọi người ạ. Thì xoài nó sao nó lớn rồi nên kiểu ăn nó không ngon như kiểu xoài non này. Đấy, cái bát nước chấm thần thánh của mình. Mình cho nhiều ớt nhưng mà nó ớt nhà mình nó không cay mấy mọi người ạ. Bằng câu em. Tao ăn cả hạt luôn, hạt nó không đắng đâu mà. Xoài ngon nữa. Mình ăn xoài non này mình ăn nhiều lần rồi nhưng kiểu trước là lần trước mình toàn chấm với muối ớt thôi mọi người ạ. Lần này mình ăn với mật ong mọi người ơi. Ai ngồi đi. Thì ta đây ngồi. À, ngồi ăn giống như ăn. Nên tao chỉ mang một tấn thì mình muốn thích tối. Rất tuyệt vời, rất ngon mọi người ạ. Cái hôm nay nó không nắng mấy mọi người, mát mẻ, hôm nay mát mẻ.
Rồi, sót một miếng ở đây à. Bắn hết. Rơi hết ra ngoài rồi mình đây. Đấy, đây nha. Dừng đi, từ từ dừng đi theo á. Sao cái cây này không có? Hay là mùa này chưa có? Cái này nó gần chết rồi sao? Cái gì mà gần chết mà không thấy lá nó xanh rồi? Ok, xoài nha. Cái xoài nha, lại chặt đi rồi. Còn một quả non nữa mọi người, làm nốt. Đây, miếng to đúng miếng này luôn. Đấy nha mọi người nha. Đó. Rất là tuyệt vời. Rửa tay ở trong ao luôn mọi người. Nhưng mình phải dừng video ở đây thôi mọi người ạ. Mọi người thấy video của vợ chồng mình hay, mọi người ấn like, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye bye mọi người.